Chúc mừng anh Hoàng Thị Mỹ Liễu là người hội trưởng của Hơi Thở Tình Yêu, đúng không? 9 năm rồi đem tới cho tất cả chúng ta có những cái hơi thở, những cái cuộc sống rất là tốt về tinh thần cũng như là thể xác. Mình xin được chúc mừng và xin chúc tất cả quý vị luôn luôn khỏe mạnh trong đời sống và vui vẻ. Oh,